Thầy chào các em. Hôm nay ta sẽ tiếp tục qua phần khối chóp tứ giác phần 2. Thì sẽ hướng dẫn các em giải một số ví dụ đề thi trích trong đề thi đại học. Ví dụ thứ nhất, trích trong đề thi khối A năm 2007 cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy là hình vuông cạnh A. Mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi MN và P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC và CD. Chứng minh AM vuông góc với lại BP và tính thể tích khối chóp CMNP theo A. Đây, ta vẽ trên bảng, ta thấy như này nè. Đây, khối chóp này nó có đặc biệt SAD. Cái tam giác này á, là nó là tam giác đều và nó nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng ABCD. Đây, thì đây nó gợi cho mình một điều là cái đường cao của cái khối chóp chắc chắn nó phải nằm trong cái tam giác SAD này. Đây, mà tam giác này đều nữa, cho nên ta sẽ gọi H là trung điểm của AD nối SH lại. Đây, thì lúc này ta sẽ thấy ngay á, SH là đường cao của tam giác đều, và đồng thời nó cũng là cái đường cao của khối chóp. Rồi, câu thứ nhất là đi chứng minh. Câu thứ nhất, ý thứ nhất của cái câu này đó là chứng minh AM vuông góc với lại BP. Đây là một câu hỏi khó. Bây giờ các bạn nhìn lên hình, ta sẽ thấy này, AM nó nằm trong mặt phẳng SAB, BP nằm trong mặt phẳng đáy. Rồi, bây giờ làm sao mà để tìm được mối liên hệ giữa cái AM với lại BP? Cái chỗ này thì em cần phải vẽ lại cái hình vuông ABCD nha. Bây giờ vẽ hình vuông ABCD theo mặt phẳng, vẽ theo dạng mặt phẳng. Đây, thầy vẽ ngoài nha. A, B, C, D. Rồi, điểm P là trung điểm của CD nè. Nói lại. Rồi. Thế thì đến đây á, các em nhìn là chỉ cần nối A với N lại. Nối A với N lại. N là trung điểm của BC, nối lại nè. Tinh ý một chút, các em sẽ thấy ngay này buộc. Đây. Khi đó ta có được là cái BP vuông góc với AN. Vậy chỉ cần chứng minh BP nó vuông góc với một đường nào nữa thì nó dẫn đến là nó vuông góc với mặt phẳng AMN. Vậy đường đó là đường nào? Đây chính là cái khó của cái hình không gian. Bây giờ để ý một chút, kem nối H với lại B. Nối H với B mà H là trung điểm của AD. Đây, H. Rồi, nối này lại. Nhìn cái hình này ta sẽ thấy là HB là đường chéo của hình chữ nhật ABNH. Hai cái đường chéo này nó sẽ cắt nhau tại một điểm. Đây, nối lại nha. Nối lại. Rồi, nó cắt nhau tại một điểm này. Điểm này. Bây giờ ta nối điểm M với cái điểm cắt nhau đó. Rồi, nhìn hình coi điều gì xảy ra. Ta sẽ thấy ngay là cái điểm này thầy tạm gọi điểm K này ha. Đây, MK chính là đường trung bình của tam giác SBH. Như vậy MK sẽ song song với lại SH. Song song SH tức là nó vuông góc với mặt phẳng đáy. Điều đó có nghĩa là MK này nó sẽ vuông góc với BP. Đấy. Như vậy BP nó vuông góc MK nè. BP vuông góc với AN nè. Như vậy dẫn đến là BP sẽ vuông góc với mặt phẳng AMN và dẫn đến BP vuông góc với AM. Rồi, như vậy thầy đã giải thích xong. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn ở đây, nếu em nào mà kiến thức của lớp 9 mà nó hơi kém một chút á, thì các em sẽ rất là khó nhìn ra cái chỗ này vuông. Không? Yêu cầu em chứng minh chỗ này vuông thì em có thể chứng minh được, nhưng mà bây giờ phát hiện ra nó vuông là khá là khó. Cái thứ hai, phát hiện ra MK vuông góc này cũng là khá là khó. Do đó bài toán này nó khó ngay ở câu đầu tiên. Rồi, bây giờ giả sử đi thi em không biết được câu đầu tiên, em tính câu thứ hai.
tức là đi tính thể tích của khối chóp này, C, P, N, M. Vậy thì rõ ràng để tính được thể tích khối chóp này thì em phải xác định được đường cao đấy, và diện tích đáy. Thì diện tích đáy là C, N, P thì em có thể tính được. Đây là một cái phần tam giác vuông này, tính được. Nhưng mà cái đường cao, nếu không phát hiện ra đường cao MK thì cũng chịu thua chỗ này luôn. Đấy. Rồi bây giờ thầy nhắc lại cái cách chứng minh bằng hình học thuần túy, rồi sau đó thầy giải bài toán này bằng phương pháp khác nha. Bây giờ nói lại, trước hết kèm vẽ hình vuông ABCD. Rồi. Tiếp theo gọi H nè là trung điểm của AD nối SH. Lý luận SH là đường cao của khối chóp. Rồi. Sau đó em nối HB A với N. Này, HB A với N cắt nhau tại điểm K. Chứng minh MK song song với SH. Suy ra MK vuông góc mặt phẳng đáy. Vậy suy ra MK vuông góc với lại BP. Rồi. Tiếp theo, cố gắng chứng minh AN vuông góc với BP. Thầy gợi ý một chút xíu, em có thể tự làm. À, em chứng minh cái góc nhỏ nhỏ này bằng ra. Rồi, sau đó sử dụng tính chất là hai cạnh tương ứng, hai cái cạnh tương ứng vuông góc. Em sẽ có chỗ này vuông. Rồi, suy ra được BP vuông góc với AN. Vậy suy ra là BP vuông góc với mặt phẳng AMN, tức là nó vuông góc với AM. Ta chứng minh sau câu thứ nhất. Rồi, câu thứ hai thì tính thể tích khối chóp, ta tính diện tích tam giác CNP khá dễ dàng thôi nha. Rồi, đi tính cái đường cao MK, nhớ đường cao MK thì bằng một nửa SH. SH là đường cao trong tam giác đều, tức là ta sẽ tính được thể tích. Rồi, bây giờ thầy giải lại bài toán này bằng phương pháp tọa độ trong không gian. Giả sử bây giờ em nhìn vô em thấy là không thể nào mà nhìn ra được cái chỗ mà thầy gợi ý hồi nãy, tức là không thể chứng minh được AM vuông góc với BP, thì em sẽ đi theo hướng là dùng tọa độ. Rồi, bây giờ để dùng tọa độ thầy làm như sau. Kéo dài cái SH lên, đặt là đây, đặt là HZ nha. Kéo dài HD dài qua đây, đặt là HX. Rồi, nối H với lại N. Kéo dài ra ngoài đây, đặt là HI. Lưu ý một điều nhé, ABCD là hình vuông, H là trung điểm, N là trung điểm, cho nên nối HN ra là rõ ràng nó sẽ vuông góc với lại HD. Tức là ta có được hệ tọa độ. Đấy. Vậy bây giờ thầy sẽ làm như sau nhé. Vẽ SH vuông góc với lại ABCD. Rồi, vuông góc mặt nè. Do đề bài đã cho là SAD vuông góc với ABCD. Rồi, và thêm một điều nữa là tam giác SAD đều. Đấy. Nên ta có được ngay đó là H là trung điểm. Của AD. Rồi, suy ra luôn SH bằng, đây là đường cao của tam giác đều thì nó bằng cạnh nhân căn 3 chia 2. Rồi xong, sau đó ta chọn hệ trục tọa độ HXYZ như hình vẽ. Đấy, bên hình vẽ thầy vẽ ra đó. Rồi, bây giờ ta sẽ ghi một số cái tọa độ để tính, để chứng minh là AM vuông góc BP. Ta dùng cái vector là hay nhất. Rồi, luôn tiện ta làm luôn là coi tính luôn cái độ dài MK luôn. Rồi, nhưng mà tôi để cái đó tính sau. Bây giờ đầu tiên hết là ta chứng minh cái AM vuông góc BP. Như vậy ta cần là tọa độ A nè, tọa độ M nè, tọa độ B, tọa độ P. Rồi, ở đây ta có tọa độ điểm A. Dễ thôi, nhìn hình
ta sẽ thấy h là góc tọa độ, phải không? H là góc tọa độ. Như vậy thì h a này bằng h d này bằng a chia 2, mà a nằm phía sau. Như vậy quanh độ a là trừ a chia 2. Rồi tung độ 0, cao độ 0. Tiếp theo b, tọa độ điểm b, các em nhìn lên hình các em sẽ thấy ngay. Hoành độ của điểm B thì bằng hoành độ điểm A. Tung độ điểm B thì bằng tung độ của điểm N. Độ dài HN bằng A. Như vậy ta có là hoành độ B chính là trừ A chia 2. Tung độ B bằng A. Cao độ 0. Rồi, tiếp theo, để có điểm M và điểm P thì ta cần có là điểm CD và và S nữa, không? Như vậy là tọa độ điểm S. S là 0, 0, A căn 3, chia 2. Rồi, từ đây thì suy ra được các tọa độ như sau. Tọa độ điểm M. M là trung điểm của SB. S đây, B đây. Như vậy, hoành độ M là trừ A, chia 4. Tung độ của điểm M là A chia 2. Rồi, cao độ A căn 3 chia 4. Rồi, tiếp theo điểm P. Các em có thể nhìn lên hình ghi điểm P luôn. Hoành độ điểm P bằng đúng hoành độ điểm D, tức là bằng A chia 2. Rồi, tung độ của điểm P, em chú ý, nếu vẽ vuông góc vào đây thì rõ ràng tung độ của điểm P bằng một nửa tung độ của điểm N, tức là A chia 2 luôn. Như vậy điểm P hoành độ A chia 2, tung độ A chia 2, cao độ 0. Rồi, đến đây ta suy ra các vector. Vector AM, AM, tọa độ vector AM sẽ là A chia 4. Rồi, A chia 2, A căn 3 chia 4. Rồi, tiếp theo tọa độ vector BP. Đây, BP hoành độ A, tung độ trừ A chia 2, cao độ 0. Từ chỗ này ta suy ra AM vector nhân với BP vector bằng, rồi bây giờ các em nhân lại ha, các em sẽ thấy nó bằng là A bình phương chia 4 nè. Rồi, trừ đi A bình phương chia 4, rồi cộng 0, và nó bằng 0. Đấy. Như vậy thì các em thấy tích hai vector mà nó bằng 0, kết luận ngay. Vậy AM vuông góc với BP, và ta kết thúc xong cái ý thứ nhất của câu hỏi này. Thì qua cái cách giải này thì các em thấy là ta không cần phải suy luận gì trên hình vẽ hết, ta chỉ cần chọn hệ trục tọa độ một cách thích hợp thì ta sẽ giải quyết được ngay. Bây giờ cụm ý này ta sẽ qua cái câu thứ hai là tính thể tích của khối CMNP. Rồi, nhìn lại hình, hồi nãy thầy nói là nếu như ta biết được đường cao MK có độ dài bằng bao nhiêu thì ta sẽ xử lý xong nha. Dựa vào cái thể tích, công thức thể tích là ta sẽ tính xong. Ngoài ra ta còn một công thức khác nha. Các em chỉ cần ghi công thức này nè. Các em nhớ cái công thức này. Thể tích của CMNP thì nó bằng 1/6 giá trị tuyệt đối của tích hỗn hợp. Đây, tích hỗn hợp em lấy C làm trung tâm chẳng hạn, em lập vector CM. Rồi, CN tích có hướng, sau đó em tích với lại CP thì cũng ra kết quả.
Tuy nhiên, nếu mà bài này mà làm theo kiểu này thì hơi dài dòng một chút xíu ha. Bây giờ thầy sẽ chỉ các em cách giải phối hợp giữa hình tọa độ và hình không gian thì các em sẽ thấy là giải dễ dàng hơn. Đây, cái chỗ này làm riêng ha. Đây. Đề nghị các em về nhà thử giải theo kiểu này coi kết quả ra bằng bao nhiêu. Rồi, bây giờ thầy giải kiểu khác. Rồi, ta có nè. Khoảng cách từ điểm M cho đến mặt phẳng CNP. Nếu tính được khoảng cách này thì nó sẽ ra được đường cao của cái khối chóp cần tính. Nó sẽ bằng 1 phần 2 khoảng cách từ đỉnh S đến mặt phẳng CNP. Đây. Mặt khoảng cách từ đỉnh S đến mặt phẳng CNP chính bằng một nửa của SH. Chính bằng SH. SH mà nhân 1 phần 2 tức là một nửa SH. Hồi nãy ta đã tính SH là A căn 3 chia 2. Như vậy cái này nó sẽ là A căn 3 chia 4. Rồi. Thế thì khi mà có được cái đường cao như thế này rồi thì ta sẽ tính được cái thể tích khá dễ dàng thôi. Nha. Vậy, thầy ráp vô nè. Thể tích cần tính V C M N P bằng 1 phần 3 đường cao. Đường cao chính là A căn 3 chia 4. Rồi, nhân với diện tích đáy. Diện tích đáy là diện tích của tam giác CNP. Lại một lần nữa, các em nhìn cái tam giác này. CNP, đây là tam giác vuông. Nếu nhìn cái chỗ này không ra, các em nhìn vào đây, các em sẽ thấy nè. Đây, nó đây. Đây là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là A chia 2, A chia 2. Như vậy diện tích nó sẽ bằng một nửa tích hai cạnh này, ha. 1 phần 2 A chia 2 bình phương. Rồi, chỗ này 1 phần 2 nhân A chia 2 nhân A chia 2. Thế thôi, thì kết quả nó sẽ là ở trên tử là A lập phương căn 3. Rồi, còn dưới mẫu sẽ là này 8 8 4 8 nhân với 12. Rồi, 9 6. Như vậy là kết quả cuối cùng sẽ là A lập phương căn 3 chia cho 96. Rồi, như vậy ta kết thúc ví dụ này ở đây. Và qua cái ví dụ này các em sẽ thấy là nếu phối hợp giữa phương pháp tọa độ trong không gian và cái không gian thuần túy, nếu phối hợp được thì em giải bài toán khá là gọn gàng và xử lý được cái chỗ mà hình không gian ta không nhìn ra được, ta có thể dùng tọa độ để ta xử lý. Và các em qua bài này thì các em thấy là kiến thức của lớp dưới không hề bỏ phí ha. Nếu như ai mà không nhìn ra được kiến thức lớp dưới thì cái chỗ này cực kỳ khó khăn, không biết. Đấy, như vậy ta kết thúc ví dụ thứ nhất ở đây. Ví dụ thứ hai. Đây là trích trong đề khối B năm 2008 cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh 2A. SA bằng A, SB bằng A căn 3 và mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi MN lần lượt là trung điểm của cạnh AB và BC. Yêu cầu tính theo A thể tích khối chóp SBMDN và cosin của góc giữa hai đường thẳng SMDN. Rồi ta tóm tắt cái đề. Người ta cho là khối chóp tứ giác SABCD, trong đó nó có một điều rất đặc biệt. Các em nhìn cái hình SADAB nè, là tam giác cho biết ba cạnh luôn. Cạnh AB 2A, SA bằng 1A, SB bằng A căn 3. Rồi nó lại nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy nữa. Đây. Vì cái yếu tố đó nó gợi cho mình cái gì? Gợi cho mình là giống như bài hồi nãy, đường cao nó phải nằm trong tam giác SAB. Đó là điều thứ nhất. Rồi. Khi xác định được đường cao rồi, nếu mà tính được cái đường cao coi như cái câu thứ nhất này là dễ. Không? BMDN là cái tứ giác, nhìn nè, BMDN tứ giác, mặc dù cái hình nó xấu xí như thế này nhưng ta có thể lấy cái hình vuông ta trừ đi hai cái tam giác thì nó sẽ ra cái tứ giác này.
khá dễ dàng, không có vấn đề gì hết. Câu thứ hai, ý thứ hai của cái câu này đó là tính cosin góc giữa hai đường thẳng SM và DN. Thì các em nhìn đây, đây là hình không gian. SM với DN là hai đường thẳng chéo nhau, cho nên muốn tính được cosin thì ta phải dời một đường tới song song, tới ngay cái vị trí điểm M chẳng hạn. Đây, SM từ chỗ qua M này ta vẽ một cái đường thẳng song song với ND. Đấy, thì ta tính cái góc này, nói chung là tính được. Qua đó thì các em lưu ý một điều, cosin góc giữa hai đường thẳng thì luôn luôn là dương. Đấy, bởi vì người ta quy ước góc giữa hai đường thẳng là góc nhỏ, nha, nhớ nhé. Cho nên khi mà lấy tính cosin mà ra mà nó bị âm á, thì các em phải chặn cho tuyệt đối, tức là bỏ cái dấu âm đi. Đấy. Tuy nhiên bài toán này cũng có thể giải bằng phương pháp khác, ha, phương pháp là tọa độ cũng khá dễ dàng. Bây giờ đầu tiên hết phải xác định cho được đường cao quá đã. Ta nhìn vô cái tam giác nè, vậy nè, ta có nè. AB bình phương thì nó bằng bao nhiêu? AB bình phương nó bằng 4A bình phương. Như vậy thì nó bằng là SB bình phương cộng với SA bình phương, tức là bằng 4A bình phương. Điều này dẫn đến tam giác SAB là vuông tại S. Đây, các em nhìn cái tam giác như thế này nhưng mà nó là vuông tại S. Rồi, vuông tại S thì được cái gì? Vuông tại S thì ta suy ra được một điều rất đặc biệt, đó là MA bằng MB bằng MS và bằng A. Tại vì tam giác vuông thì cái trung tuyến thuộc cạnh huyền nó bằng nửa cạnh huyền, ta có được điều này. Điều này dẫn đến tam giác SAM là đều. Tam giác này đều là vì ba cạnh đều bằng A. Đấy. Rồi, tam giác đều cạnh A này nó dẫn đến một cái điều rất là đặc biệt. Nếu gọi H là trung điểm của MA, H là trung điểm của MA, em nối S với H thì em sẽ có được là SH vuông góc với lại AB. Đấy. Và nó dẫn đến SH chính là đường cao của cái khối chóp này. Rồi, vậy từ chỗ này ta tính được đường cao SH. Thì gọi H là trung điểm của MA, thì suy ra được ngay SH vuông góc với lại AB. Đấy. Và đồng thời SH có độ dài bằng A căn 3 chia 2. Rồi, SH mà vuông góc với AB thì dẫn đến SH sẽ vuông góc với mặt phẳng ABCD. Rồi, bây giờ ta sẽ xử lý câu thứ nhất, ý thứ nhất. À, giờ ta tính thể tích SBMDN. Thì cái đường cao SH là có đây rồi, bây giờ chỉ còn đi tính cái tứ giác là BMDN. À, ta có diện tích BMDN sẽ bằng diện tích ABCD trừ đi tổng diện tích của hai cái tam giác. Tam giác thứ nhất đó là tam giác AMD, trừ đi diện tích tam giác AMD với lại diện tích của tam giác CND. Rồi, bằng nào? ABCD có cạnh là A là 2A, cho nên diện tích của nó sẽ là 4A bình phương trừ đi diện tích AMD. AMD có cạnh là A và 2A, cho nên nó sẽ bằng 1 phần 2 nè, cạnh là A nè, để nhân với 2A nè. Tương tự như vậy, diện tích của tam giác CND cũng là một cạnh là A và cạnh là 2A. Đấy.
Như vậy nó sẽ ra được là 2A bình phương. Rồi, từ chỗ này ta kết luận được thể tích cần tìm bằng là 1/3 đường cao là SH nhân với diện tích của BMDN bằng 1/3 nhân SH là A căn 3 chia 2. Rồi, diện tích này nó chính là 2A bình phương. Rồi, và kết quả là A lập phương căn 3 chia 3. Đấy, ta kết thúc được ý thứ nhất. Bây giờ ý thứ hai là cosin của hai cái đường thẳng. Đây là một trong những ý mà nếu mà ta không tin thì ta sẽ giải rất là khó. Như hồi nãy thì có nói đấy, qua M này ta vẽ một cái đường song song với lại ND, rồi sau đó cố gắng đi tính cho được cái độ dài qua chỗ này nè, A đến cái chỗ này thì gọi tạm gọi là điểm K đi nha. Rồi, nối cái K với S lại, ta sử dụng trong tam giác SMK là sẽ ra. Tuy nhiên, giả sử mà các em không nhìn ra được điều đó thì em giải bài toán này bằng phương pháp tọa độ như sau. Từ cái điểm H này ta kéo dài HS nha, lên ký hiệu đây, HZ. Rồi, kéo dài HB, ta ký hiệu đây, chỗ này là HX. Rồi, ta nối H vẽ song song với lại AD, vẽ song song AD, kéo dài ra, đặt là HI. Đây, thì lúc đó ta sẽ có tọa độ. Và khi có tọa độ rồi thì ta sẽ sử dụng cái vector ta tính cosin, dễ thôi. Bây giờ tới ý thứ hai thì sẽ giải tóm tắt như sau. Tính cosin góc giữa SM và DN. Ở đây thì giải tóm tắt và đề nghị các em giải chi tiết nha. Để giải phần này thì chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Rồi, khi đó ta cần mấy thứ này, ta cần điểm S nè, M nè, điểm D và điểm N. Vậy ta có tọa độ điểm S là 0,0 A căn 3 chia 2. Tọa độ điểm M, M là trung điểm của AB. Như vậy tọa độ của M sẽ là nè, các em lưu ý là HM nó sẽ bằng một HM bằng A chia 2. Như vậy chỗ này nó sẽ là A chia 2 0,0. Rồi, tọa độ của điểm M là A chia 2 0,0. Rồi, tiếp theo tọa độ của điểm D. Rồi, các em nhìn lên hình nha. Tọa độ điểm D, để ý một chút, hoành độ của điểm D là nó bằng hoành độ của điểm A, tức là HA đấy, ngược qua bên kia, nghĩa là trừ A chia 2. Tung độ của điểm D, chú ý nè, độ dài AD là bằng 2A, như vậy tung độ của điểm D sẽ là 2A. Vậy hoành độ ở đây là trừ A chia 2, rồi 2A, 0. Bây giờ chỉ còn cái điểm N nữa. Rồi, nhìn lại, tiếp tục nhìn lên hình, các em thấy ngay nè, hoành độ của điểm N nè thì nó trùng với hoành độ của đỉnh B. Hoành độ của đỉnh B là bằng MB nè, MB là bằng A, như vậy hoành độ điểm N là bằng A. Tung độ của điểm N vẽ song song vào đây thì tung độ của điểm N nó bằng độ dài của cái BN nè, BN là bằng A luôn. Như vậy đỉnh N, điểm N đấy có tọa độ là A 0. Đấy, từ chỗ này các em suy ra vector, suy ra vector SM. Đấy,
Thôi, ở đây thầy giải tóm tắt thôi nha. Suy ra tọa độ vector SM và DN. Rồi. Suy ra cosin góc giữa SM với DN là bằng nè. Ở đây các em lưu ý một điều nè. Các em có một cái công thức là vector A nhân vector B thì bằng độ dài vector A nè nhân với độ dài vector B nè nhân với cosin góc xen giữa nè. Như vậy bây giờ ta đi tính cosin góc xen giữa thì nó sẽ bằng tích của hai vector chia cho tích hai độ dài. Đây. Và tích của hai vector vector trong tình huống này chính là vector SM với lại vector DN. Rồi. Chia cho độ dài. Độ dài của hai vector này cũng chính là độ dài đoạn thẳng SM với lại DN. Tuy nhiên ở đây lưu ý các em một điều, nói lại một lần nữa, cosin giữa hai đường thẳng thì không được âm, do đó tốt nhất các em chặn giá trị tuyệt đối cái chỗ này lại. Đây. Rồi, đến đây tất cả đều có tọa độ nè. Vector các em sẽ tự tính được nè. Ráp vào đây thầy nghĩ các em làm được. Đề nghị các em làm chi tiết chỗ này và kết quả là 1 chia căn 5. Đây. Rồi. Như vậy qua bài toán này các em thấy lại một lần nữa thầy cũng đã sử dụng phối hợp giữa phương pháp tọa độ trong không gian và phương pháp hình không gian thuần túy. Cái mấu chốt của bài toán này nói lại một lần nữa đó là chứng minh cho được tam giác SAB vuông tại S để suy ra được cái tam giác SAM là đều cạnh A. Nếu em không nhìn được điều này thì toàn bộ bài toán này em sẽ không giải được. Và nội dung của bài học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em.